mình đang ở đường Nguyễn Duy Trinh. Thì từ đường Nguyễn Thị Minh Khai mình quẹo trái vào đường Nguyễn Duy Trinh này ha, và mình đi đến khoảng cuối đường. À, cuối đường Nguyễn Duy Trinh nè, giao ngã ba đây ha. Thì mình sẽ gặp một cái quán bánh mì rất là nổi tiếng nha. Đó, nó có đây là bánh mì Phượng nè. Là có thể được xem là bánh mì ngon nhất ở Hội An ở đây nha. Đó, bình thường đây là mình xếp hàng rất là đông. Đó, bên này là mình lựa một cái giờ đẹp nhất, rất là ít người. Đó, giờ mình sẽ bước vào ha. Đó. Ở đây thì nó có rất là nhiều thứ này. Có thịt gà, nướng, chà bông, chả, chả bò. Em hai thập cẩm, một cây một thịt cây. Bánh mì là ngon nhất thế giới luôn đó.
lát nữa thưởng thức cả nhà biết liền à, mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà ăn rồi mình mới đánh giá được đúng không? Thì nhiều khi chém sao biết được. Nhưng mà ông Anthony này ông chắc in ra đây mà nó ngon thì chắc là ngon rồi đó. Đây, bây giờ bắt đầu mình mở ra ha. Đó. Bánh này là 25 ngàn nha cả nhà. Đó, nhà thấy nè. Thật rất là nhiều. Ho. Ngập luôn. Đó, bên này nè, ổ này không ớt nha, ổ mình là mình có ớt. Đó. Quất hai ổ ha. Đó. Ồ. Chạy nó miếng rồi đó. Mùi rất là thơm ha. Mùi thơm lắm. Giờ mình sẽ cắn thử. Ngon. Phải đúng rồi, rất là giòn, cực kỳ giòn luôn ha. Nước sốt rất là ngon. Rồi mà dùng một cái loại nước sốt là đặc biệt rồi. Nước sốt này không được tả được à. Này thường là bánh mì là nước sốt rất là quan trọng. Mới cắn bánh nước sốt ra giờ tới thành này. Chưa bao luôn. Đúng không? Bánh mì này là phải nói là nó không phải là bánh mì không thế giới đâu mà phải là bánh mì ngon bù trụ luôn á. Rất là ngon, chưa bao luôn. Cái loại thực phẩm là nó có thịt từ nước, có dầu mùi nè, ha, có bò nè ha, đó, heo quay, nướng nè, heo quay nè, ha, nước sốt rất là ngon. Khó miêu tả quá, không biết miêu tả ăn sao, rất là ngon. Ồ, mình ở Sài Gòn gọi là Sài Gòn nó du nhập rất là nhiều các tỉnh thành, rất là nhiều loại bánh mì ha, bánh mì Đà Nẵng là bánh mì các tỉnh, bánh mì Việt Nam ăn rất là nhiều loại rồi. Nhưng mà bánh mì mẹ ăn ở cái quán này tuyệt vời luôn á. Thịt nướng có lá chanh đó. Ừ, em mới rụng miếng một miếng lá chanh. Miếng gà. Có gà nữa. Có gà. Sống. Ngon hả? Ngon kìa luôn. Ngon kìa luôn. Chạy xuống đây xứng đáng, ăn xứng đáng. Nên là mình nếu mà lên Hội An là mình ghé bánh quán này mình ăn nha. Bánh mì Phượng. Bánh mì ngon nhất thế giới nè. Ha. Nhưng mà mình đang xếp lại đó là bánh mì ngon nhất Phượng Thủ. Video tiếp theo này mình có thể có những món ăn ngon tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.